Vicoco, tinh hoa dừa Việt, thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 1 tháng 10. Chào mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình Bếp Ngọt. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 10 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Vicoco tinh hoa dừa Việt. Và ngày hôm nay, Uyên chào đón sự trở lại của diễn viên Phương Hằng. Chào Kim Uyên, chào chương trình Bếp Ngọt cũng như là chào khán giả. Hôm nay Hằng rất là vui khi quay trở lại đây gặp Uyên, cũng như là chắc chắn hôm nay Uyên sẽ hướng dẫn cho Hằng thêm một món bánh rất là ngon nè. Ngon và lạ nữa ha. Thì lần trước Hằng có về có thực hiện lại cái món bánh trứng muối không nè? Hằng có làm thử cho gia đình mình ăn. Thì lần đầu tiên mà nên là lúc mà Hằng làm thì còn hơi vụng về, nhưng mà khi ra thành phẩm thì mọi người khen nên Hằng rất là vui. Rất vui đúng không? Vậy thì hôm nay Uyên sẽ hướng dẫn cho Hằng làm thêm một món bánh ngon nữa nha. Uyên làm Hằng tò mò quá, hay là Uyên bật mí món bánh hôm nay luôn đi? Uyên sẽ hướng dẫn là Hằng làm món bánh su giòn nhân kem tươi kiwi. Nhưng mà bình thường là bánh su giòn mọi người sẽ nướng nó thành hình tròn như thế này thôi. Nhưng mà lần này Uyên sẽ biến tấu, Uyên làm cho nó thành cái hình khúc khác. Trời, nghe cũng rất là lạ lạ. Là mình bắt tay vô làm luôn nha. Ok Hằng ha, bây giờ Hằng với Uyên làm nha. Để làm món bánh này là mình sẽ gồm có 4 phần. Phần đầu tiên là mình sẽ làm vỏ cookie. Phần thứ hai là phần vỏ bánh su. Phần thứ ba là nhân bánh. Và phần thứ tư là trang trí kiwi. Là xong rồi đó. 4 phần nghe Uyên nói thì dễ, thì Uyên là chuyên gia rồi. Còn Hằng thì gọi là mới tập tảnh bước vào nghề thôi, nên là chắc là Uyên hướng dẫn Hằng từng phần nha. Ok Hằng ha. Thì phần đầu tiên á, là Uyên sẽ hướng dẫn Hằng làm phần cookie. Sở dĩ người ta gọi là bánh su giòn là do nó có một cái lớp cookie giòn phủ ở trên mặt, mình ăn nó sẽ giòn thì người ta gọi là su giòn ha. Rồi Uyên sẽ cho bơ mềm vào, cho đường cát ha. Cái phần cookie này nó giòn là nhờ cái đường cát nha. Mình tán nhuyễn cái bơ với lại cái phần đường này thôi. Mình không có tán lâu quá. Nếu mình tán lâu quá nó tan hết đường, nó sẽ không còn được giòn nữa. Tại vì cái đường làm cho bánh giòn. Cái phần này một lát nữa mình sẽ cán mỏng và mình đặt lên cái phần bột bánh su á. Rồi chỉ cần như thế này thôi. Tiếp đến là mình sẽ cho bột mì vào. Để làm phần bột cookie này, Uyên sử dụng bột mì đa dụng táo đỏ. Uyên sẽ cho vào đây ha. Hằng trộn đều giúp Uyên đi. Cái này mình có trộn kỹ hay là mình trộn... Mình trộn vừa đều thôi là mình dừng. Em kiểm tra giúp Hằng nha. Em coi giùm Hằng nha. Rồi, đến khi mà nó quyện như thế này rồi Uyên sẽ cho ra giấy nến và Uyên cán mỏng nó ha. Rồi, Uyên cho phần bột ra đây nha. Như đây bột mình sẽ làm được khoảng bao nhiêu? Mình sẽ làm tầm được 6 cái. Rồi, mình sẽ nhấn xuống ha. Và mình sẽ dùng cán bột nè. Mình cán mỏng cái phần bột cookie này tầm 3ml thôi. Rồi sau khi mình cán xong như thế này á, mình sẽ bỏ vào tủ đông tầm 30 phút cho cái phần bột này nó đông cứng lại. Rồi trong thời gian đó Uyên sẽ hướng dẫn Hằng qua phần bột bánh su. Uyên sẽ có bơ ha, nhưng mà chưa có bật nhiệt đâu nha. Cứ cho trước vô hết đi ha. Tiếp đến là Uyên sẽ có nước nè. Sữa tươi. Sữa tươi không đường đúng không? Đúng rồi, làm bánh lúc nào cũng cần phải sữa tươi không đường. Và một chút xíu muối. Mình sẽ nấu cho nó tan bơ ha. Bơ và sôi nhẹ lên. Hằng thấy nó bắt đầu sôi không? Nó sôi rồi. Nên đợi cho nó sôi bùng một chút xíu nữa thì Uyên sẽ tắt bếp và rây bột mì vào. Rồi khi nó sôi lên như vậy ha, Uyên tắt bếp nha. Rồi. Và nhắc nó qua chỗ khác ha, không có nên để trên bếp nóng như vậy. Rồi mình sẽ tới công đoạn rây bột mì. Rây bột mì vào. Mình rây hết rồi luôn. Sau đó là mình trộn đều. Mình cho nó hòa tan. Đúng, hòa tan đều ra thôi. Hằng có muốn trộn thử không? Để Hằng thử xem. Nhưng mà mình nó vừa vừa vậy đó. Một lát mình trộn nó sẽ đều hết ha. Hằng có trộn nhanh tay lên là một lát cũng đều hết. Sau khi mình trộn đều như thế này xong đó là cũng chưa được đâu nha. Mình sẽ bật bếp ngược trở lại ha. Mình sẽ xên tiếp tục trên bếp cho nó ráo cái bột của mình. Mình làm như vậy để cho nó bay hơi bớt. Vậy được chưa Uyên, mình có thể để Uyên kiểm tra giúp Hằng cho. Sau khi Uyên trộn đều rồi ha, Uyên sẽ cho qua bếp nè. Bật nhiệt ở lửa vừa ha. Và tiếp tục xên. Xên cho cái hỗn hợp bột này của mình nó ráo. Nó bốc hơi bớt á, hơi nước của mình ở trong này, nước sữa này bớt nè, cho cái bột nó khô hơn. Hằng thấy cái bột của mình nó đặc hơn hồi nãy không? Mình xên trên chảo tầm 2 phút thôi ha. 2 phút thôi.
Rồi giờ em sẽ tắt bếp nha. Và cho ra Âu, mình đập từng trái trứng vào. Với công thức này, Uyên sử dụng trứng gà sạch ba hôn omega 3 rất tốt cho sức khỏe. Rồi bây giờ Uyên sẽ đập trứng giúp Hằng nha. Mình sẽ không cho hai trứng một lúc đâu, mình sẽ cho từng trái vô. Rồi mình trộn lên nha. Mình trộn đều xong mình mới cho trái thứ hai vào. À là mình phải trộn đều. Mình trộn cho trứng nó hòa tan vào bột hết luôn. À là không còn cái chất lỏng của đúng trứng rồi, xung quanh. Đúng rồi, đúng rồi. Để Uyên kiểm tra giúp Hằng nha. Em coi giùm Hằng. Mình phải đánh mạnh như thế này nè. Lâu lắm đó. Làm bánh su là quan trọng tới giai đoạn này nè. Nếu mình mà làm không đúng á, một lát nữa mình nướng cái bánh su của mình nó không có nở. Thằng thấy trứng nó quyện vào bột hết chưa nè. Đúng rồi, không thấy trứng đâu nữa hết. Mình cho trứng thứ hai vào. Đúng rồi, cho trái trứng thứ hai vào. Rồi, mình cũng sẽ làm bước đầu. Rồi Uyên kiểm tra. Làm bánh á, Hằng thấy là động tác tay nhiều ha. Đúng rồi, Uyên kiểm tra nha. Thường á, Hằng có ở ngoài tiệm, Hằng có hay mua bánh su về ăn không? Có, nhưng mà Hằng thấy là người ta hay đánh bán trong cái bánh tròn tròn nhỏ nhỏ kiểu tròn, giống như núi lửa vậy đó. Đúng rồi. Xong rồi có nhân kem ở trong. Có nhân kem lạnh ở trong ha. Nhưng mà bữa nay Uyên biến tấu, Uyên sẽ nướng trong cái khuôn khác. Nãy giờ Hằng nghe Uyên nói, nhưng mà Hằng cũng chưa tưởng tượng ra nó sẽ như thế nào. Mình cũng đem đi cấp đông đúng không Uyên? À không, cái này mình cho vào bao bắp kem và mình bơm ra khuôn. Sau đó là mình sẽ cắt từng cái khoanh tròn cookie hồi nãy á, mình đặt ở trên mặt mình nên nướng là được rồi. Cái phần này mình không có cần cấp đông ha. Rồi Uyên thấy được rồi đó. Bây giờ Uyên sẽ cho cái hỗn hợp này vào bao bắp kem. Rồi Uyên sẽ bơm bột ra đây ha. Mình sẽ cho 1/2 cái khuôn thôi, không cho nhiều nha. Tại vì nó nở ra đúng không? Đúng rồi, một lát nữa nó sẽ nở rất là cao. Nếu mà mình để sát nhau á, thì nó sẽ bị dính. Cho nên Uyên cứ để cách ô như vậy ha. Rồi còn hai cái cuối cùng Hằng bơm vào đi. Sẽ bơm kem vừa. Rồi Uyên thấy được rồi đó. Như thế này là mình chưa có nướng được đâu. Mình sẽ lấy cái phần cookie hồi nãy mà mình cán mỏng á. Cái phần đầu tiên đúng mình làm. Mình cắt khoanh và mình đặt ở trên mặt. Đó là để tạo cho cái lớp vỏ mình nó giòn. Rồi bước tiếp theo là nướng. Đúng rồi. Uyên sẽ dùng cái khuôn nhỏ thế này ha. Hằng lựa cái khuôn nào mà nó vừa với lại cái miệng bánh của mình. Rồi Uyên sẽ cắt liền nè. Mình phải cắt nhanh nha. Không là một lát cái cookie này của mình nó sẽ mềm nó tan ra. Rồi đây ha. Và mình sẽ đặt lên liền luôn, không chờ phút giây nào hết. Đặt lên. Đó. Tiếp đến Uyên làm một cái nữa. Đặt lên liền luôn. Đó là bánh su giòn đó, nó là như vậy đó. Nó sẽ có cái lớp cookie giòn ở trên ha. Xong rồi. Bây giờ Uyên sẽ mang đi nướng. Mình nướng bao nhiêu độ và bao nhiêu phút Uyên ha? À, mình sẽ nướng cái bánh su này 190 độ trong vòng 25 phút. Rồi, Uyên sẽ đem đi nướng nha, Hằng chờ Uyên ha. Trong lúc chờ bánh nướng trong lò thì ở ngoài Uyên sẽ hướng dẫn cho Hằng làm nhân trứng sữa. Uyên sẽ có hai lòng đỏ trứng nè, đường cát. Tới bước này Hằng có nhớ không? Hằng nhớ rồi. Mình sẽ quậy đều lên. Quậy đều cho cái lòng đỏ với lại đường cho nó nhạt màu ha. Hằng quậy giúp Uyên đi cho nó nhạt màu lên. Sau khi mình quậy cho lòng đỏ và đường nó nhạt màu lên rồi, mình sẽ cho bột bắp. Cái bột bắp nó giúp cho cái nhân trứng sữa vani của mình một lát nữa nó sẽ sệt lại. Mình quậy đến khi nó ra như thế nào Uyên? Nó ra một cái màu vàng nhạt đi. Là phải tan hết đường. Đúng rồi, tan một phần nào đó thôi. Bây giờ Uyên kiểm tra giúp Hằng này. Mình quậy nhanh lên ha, cho nó nhanh tan hơn, nhanh nhạt màu lên. Mình làm như vậy thì nó bớt tan cái nhân của mình. Uyên sẽ cho bột bắp vào. Bột bắp vào. Và Uyên sẽ cho vani vào ha. Chỉ cần trộn đều nữa thôi. Xong sau đó mình sẽ để nó qua một bên. Tiếp đến là mình sẽ đun sữa. Sữa. Để cho cái nhân của mình nó thơm hơn, Uyên cho một chút nước cốt dừa tươi của Việt Coco giúp cho phần kem này béo hơn nè, thơm ngon hơn và đậm đà hơn.
Nhiều người thắc mắc là sẽ tại sao không nấu trực tiếp luôn. Như vậy cái trứng của mình nó chín rất là nhanh, nó làm không có được mịn cái hỗn hợp. Rồi đứng đây mà nghe cái mùi bánh nướng ở trong kia thơm dễ sợ. Đúng không? Sắp chín rồi đó. Mình làm nhân vừa xong là cái bánh bên trong của mình nó vừa chín luôn. Uyên thấy sữa nó sôi nhẹ rồi đó. Giờ Uyên tắt bếp nha. Và Hằng giúp Uyên cho vào đây từ từ nè. Còn Uyên quậy cái hỗn hợp mình đổ từ từ vào. Đổ từ từ vào giúp Uyên nha. Hình như nãy Uyên nói mình còn cái bước sên lại nữa đúng không? Mình sẽ còn cái bước sên cho nó sệt lại nữa. Mình làm cho cái hỗn hợp của mình nó chín từ từ thôi. Chứ nó chín nhanh quá nó bị vón cục. Rồi mình cứ quậy cho nó tan đường bớt đi. Sau đó là Uyên sẽ cho ngược lại vào chảo. Mình để ở lửa nhỏ thôi. Tầm đó là được rồi. Ở trong quá trình mình nấu là mình phải quậy liên tục cho cái hỗn hợp mình nó sệt lại. Nếu mình không quậy nó cháy nha Hằng. Nó sẽ bị chặt. Đúng rồi. Kẹo ở dưới, nó ở trên, nó lỏng. Thơm quá. Thơm mùi sữa. Ở trong thì cũng thơm mà ở đây cũng thơm. Nó bắt đầu sệt rồi ha. Nó bắt đầu sệt rồi nè. Nó bắt đầu sệt là mình cũng vẫn phải trộn đều nha. Để nó không có bị vón cục lại. Đúng rồi, không có bị cháy nữa. Mùi thơm quá. Cái kia nó rút hết bọt ha. Hằng thấy bọt còn nhiều không? Mình cứ xem cái kia nó rút hết bọt. Rồi, Uyên tắt bếp nha. Xong. Bây giờ thì Uyên sẽ cho cái hỗn hợp kem trứng này vào bao bát kem. Và mình sẽ cho vào ngăn mát cho nó lạnh. Tí nữa mình sẽ đánh kem tươi để mình trộn chung. Bây giờ là Uyên sẽ đánh phần whipping với đường bột cho nó bông lên. Uyên sẽ cho đường bột vô ha. Tại vì cái whipping của mình nó lạc á, nó không có đường nên mình sẽ hỗ trợ thêm. Đánh bông nó lên nha. Rồi. Hằng thấy nó bông đặc lại không? Rồi bây giờ Uyên sẽ cho cái phần hỗn hợp trứng sữa nãy của mình á, đã để lạnh vào đây trộn đều. Cái phần kem trứng đã để lạnh ha, Uyên sẽ cho vào đây. Cho hết vào luôn hả Uyên? Đúng rồi, cho hết vào luôn. Rồi Uyên sẽ trộn đều nó ha. Trộn đều hai cái lại với nhau. Hằng giúp Uyên cho kiwi vô đi. Kiwi này mình chỉ cần cắt hạt lựu thôi. Là Uyên cũng trộn chung luôn hả? Đúng rồi, cho vô luôn, Uyên sẽ trộn chung hết luôn. Cho hết luôn ha. Đúng rồi, cho nó ngon ha. Khi mình ăn á, có cái độ chua của cái kiwi nó làm cho cái nhân của mình nó không có bị ngán. Nếu như mà mình muốn ăn bất cứ trái gì mình cũng có thể trộn dâu chung cũng vào. Được nè, dưa gang cũng được nè, nho cũng được, mình cứ cắt nhỏ cho vô. Bây giờ Uyên sẽ cho cái phần kem này vào ba bát kem. Hằng thấy có thơm chưa? Thành quả của rất mình là thơm nhìn lắm đã luôn, không? Sợ luôn. Bây giờ Uyên sẽ lấy bánh ra chờ cho nó nguội và bơm kem vào ha. Cái lớp hồi nãy mình để lên sau á, không có phân biệt được ha. Mình chỉ biết nằm ở trên thôi nhưng mà nó dính lại với nhau luôn. Đúng rồi, sẽ không có thấy được ha. Nó tan ra và nó vàng đều ra trên cái mặt bột cái su của mình. Bây giờ thì để như thế này không có thể nào mình cho nhân vô được hết á ha. Uyên sẽ phết một cái vòng tròn ở trên mặt này. Rồi Uyên lấy một cái nữa, còn cái cuối cùng Hằng làm nha. Thấy cái vỏ bánh nó giòn không? Là cái phần bánh mình đặt ở trên lúc nãy. Ừ, đó là vì sao họ gọi là su giòn ha. Còn cái thứ thằng làm thử nha. Bây giờ Uyên sẽ bơm kem vào ha. Kem kiwi của mình nè. Bơm đầy luôn nha. Rồi. Thấy hấp dẫn chưa? Quá ngon luôn. Mình là mình làm kiwi rất là nhiều á nên là ăn sẽ rất là ngon. Nó có vị chua chua ngọt ngọt ha. Ngọt của nhân nè, chua chua của kiwi nè, không có bị ngán. Rồi Uyên sẽ trang trí thêm một vài lát kiwi lên đây. Uyên sẽ cho từng miếng kiwi lên nè. Mình trang trí ha. Đúng rồi, mình sẽ trang trí ha. Bây giờ tới cái bước quan trọng nhất, thưởng thức. Rồi bây giờ Uyên mời Hằng thưởng thức nha. Cái này chắc mình phải ăn cả cái luôn chứ mình không có cắt được cái. Đi ăn thử nha. Cái phần vỏ trước nè. Giòn ghê luôn á. Giòn lắm luôn đúng không? Ngon quá. Rồi Hằng thử ăn luôn phần nhân kem bên trong. Cái
cái phần nhân kem bên trong á, nó vừa béo, nó vừa thơm. Mà Hằng có ăn trúng một cái miếng kiwi bên trong á, nó hòa tan với cái vị chua nữa. Nên là cảm thấy là rất là ngon luôn á. Ngon, không bị ngán đúng không Hằng? Mà nó vừa có vị ngọt, nói chung là nó hòa hợp tất cả những cái mùi vị mà nãy giờ mình cảm thấy là mình làm bằng nguyên liệu luôn á. Nhưng mà nói chung là tuyệt vời. Vậy là nãy giờ Hằng có nhớ cách làm không nè? Chắc là nhắc lại cho Hằng một lần nữa được không? Bây giờ Uyên mời Hằng và các bạn theo dõi lại công thức của món bánh này nhé.
bây giờ là phần mẹo vặt của ngày hôm nay. Mẹo vặt tuần này sẽ hướng dẫn các bạn làm mứt kiwi sấy khô homemade. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị kiwi tươi, gọt vỏ, sau đó cắt lát dày 0,8 cm. Sau đó, ngâm kiwi trong nước vôi từ 3 đến 4 tiếng. Vớt kiwi ra, rồi ướp với đường trong 1 tiếng. Sau đó xên kiwi trên chảo với lửa nhỏ, đảo nhẹ để tránh làm nát kiwi. Xên đến khi phần mứt kiwi ráo đường. Xếp kiwi vào khay rồi mang đi sấy trong lò nướng ở 100 độ C trong 30 phút. Vậy là chúng ta đã có ngay món mứt chua chua, ngọt ngọt, rất bắt vị rồi. Uyên cảm ơn Hằng lần nữa đến đây làm bánh cùng với Uyên ha. Hằng cũng phải cảm ơn một lần nữa, tại vì hôm trước á là Hằng đã học được một món bánh ngon rồi. Hôm nay mình đến đây học được món bánh này cũng cực kỳ ngon luôn. Và chắc chắn là gia đình Hằng sẽ được thưởng thức cái món bánh này vào cuối tuần này. Có gì nếu Hằng không nhớ thì có thể hỏi Uyên ha. Cảm ơn Uyên nhiều. Cũng cảm ơn chương trình Bếp Ngọt đã cho Hằng đến đây có cơ hội được gặp gỡ một cô đầu bếp rất là xinh xắn nè, cộng với học được thêm những cái món bánh rất là ngon mà mình có thể đem về làm cho gia đình cũng như bạn bè mình thưởng thức. Cảm ơn Việt Coco Tinh Hoa Dược Việt đã đồng hành cùng với chương trình này. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau. Bye bye.